Lại xin chào toàn thể các anh em có liềm đam mê yêu thích gác chim bì bịp trên toàn cả nước. Ngày hôm nay thì giới thiệu chọn một bộ đồ gác chim bì bịp để cho anh em cùng tham khảo. Đối với anh em nào muốn sắm chọn bộ đồ này hoặc là muốn mua lẻ cái mẫu mẹt hoặc là lụp hoặc là lều ngụy trang thì anh em có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn về đây là cái bộ đồ gác chim bì bịp của em. Anh em có thể thấy là phía xa kia là cái mẫu lều này. Đấy, và hai cái mẫu mẹt ăn và một cái mẫu lụp nhốt chim mồi. Đối với cái mẫu mẹt này thì ưu điểm của nó thì là sử dụng đánh những cái con chim bổi khôn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ dặm đánh kèm theo là cái lụp mồi để tránh cái tình trạng mà bị bể chim mồi. Đối với anh em nào mà chim mồi không hay thì có thể là sử dụng cái mẫu mẹt này để đánh hiệu quả. Và cái tỷ lệ sấp đôi của nó sẽ cao hơn. Đấy, nhiều khi là đánh được một đôi luôn trên hai cái mẫu mẹt này. Cái mẫu mẹt này thì nó là cái mẫu mẹt một mặt anh em nhé. Để đánh đất treo cây thì đều hợp lý. Ở giữa thì nó bỏ một cái dọ mồi. Đấy, ví dụ anh em bắt rắn mối hoặc là chuột. Đấy, không thì ví dụ như bên này chẳng hạn. Mình có thể là thiết kế buộc luôn cái chân chuột ở đây. Đấy, con chuột nó sẽ ngồi đây này. Đấy, khi con chim về là nó đấy, nó sợ, nó sẽ kêu kiểu như thế. Đấy, con chim kể cả nó đang đậu ở trên cành cây. Đấy, nghe thấy tiếng này nó cũng rất là sung anh em nhé. Đấy, về hai cái mẫu mẹt này thì nó là cái mẫu mẹt rẻ tiền anh ạ. Đấy, vài trăm nghìn đồng là anh em đã sử dụng được một cái mẹt như thế này rồi. Còn tiếp theo là về cái mẫu lụp. Mẫu lụp này là lụp chống bể chim mồi. Đấy, lụp này thì đợt vừa rồi em đang thanh lý một cái lô hàng mới 100% ấy, giá chỉ có 1,7 triệu thôi trên một cái mẫu lụp này, trong đó đã tặng kèm theo áo lụp rồi. Đấy, còn về cái mẫu là ngụy trang thì anh em nào mà muốn xem cận cảnh chim bì bịp nó xuống ăn mồi hoặc là đá nhau với chim mồi mình thì anh em có thể là tham khảo sử dụng cái mẫu lều này. Đấy, vị trí đặt thích hợp thì cứ tính từ cái mẫu lụp này ra đến chỗ ngồi là tầm khoảng 7 đến 10 mét anh em nhé. Đấy, mẫu lều này nó có màu lá cây cỏ khô này. Đấy, mẫu lều này khá là rộng rãi. Đấy, bên trong này đấy, nhiều video quay cho anh em giới thiệu chi tiết về cái mẫu lều này rồi. Đấy, chọn một bộ đồ gác chim bì bịp thì nó đơn giản thôi. Đấy, nếu mà tính ra anh em mua hai cái mẹt ăn, nói chung cả một bộ đồ này nó không rẻ tiền nhé anh em nhé. Đấy, ví dụ như cái mẫu mẹt này là 550 này, cái lụp này là 1,7 triệu này, và cái lèo là 350. Đấy, tính ra ví dụ như anh em chơi combo một bộ này, nếu mà đồ xịn sò ấy, ví dụ như bộ này này, nó rơi vào cả lèo hai cái mẫu mẹt nó rơi vào tầm khoảng hơn 3 triệu đấy. Hơn 3 triệu, còn không thì anh em có thể là sắm lẻ. Đấy, ví dụ tháng này mình lĩnh lương thì mình có thể là trích ra một ít, mình mua cái mẫu mẹt này 500 nghìn này chẳng hạn đấy. Và cái thứ hai nữa là mình dành dụm một vài tháng thì mình mua một cái lụp 2,5 triệu chẳng hạn. Đấy, thì mình mua 2-3 tháng là mình đủ đi đánh chẳng hạn thế anh em. Đấy, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái vấn đề mà chi tiêu trong gia đình thì mình vẫn cân đối được anh em. Đấy, còn về chim bì bịp thì bây giờ nó rất là nhiều. Đấy, tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc thì nói chung là chỗ nào cũng có anh em. Đấy, em đi cách nhà có tầm khoảng cây số thôi mà nên đây đồi đánh gọi đã thấy 4-5 đôi rồi. Đấy, đồi trước mặt đây một đôi này, khu bên kia một đôi. Đấy, tròm kìa, ở bên dưới đây một đôi nữa. Nói chung nhiều lắm anh em. Đấy, bây giờ đánh chim bìm bìm thì chỉ sợ không có sức để đi đánh thôi. Đấy, mồi có hay không thôi. Đấy, chọn một bộ đồ này thì đấy, giá cả đấy, rẻ anh em. Đấy, thì anh em tham khảo. Đấy, thiếu cái mẫu gì thì anh em liên hệ cho em. Còn đối với anh em nào mà muốn sắm chọn một bộ đồ này thì cũng có thể là liên hệ. Đấy, thì bên cơ sở là sẽ cân đối bớt giảm cho anh em để anh em mua về được một cái giá rẻ nhất. Đấy, làm sao mà nó vừa vặn lại đủ cái liềm theo đuổi đam mê của mình. Đấy, một video thì xin giới thiệu chọn một bộ đồ gác chim bì bịp cho anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.